kè trong thời chui. Buồn bã. Cô đi mất cô kêu con mấy cái chan con nghe không? Rồi, để thẳng lên cái này. Đúng á. Cái này sẽ đập cái chân. Cái đập cái chân. Cái gì hết quay. Nó quay. Quay. Đấy, đừng chặt bè đi. Lấy con to thôi, ai lấy con nhỏ? Lỡ người. Qua đây nhưng mà không được cả mất cả tục cả vịt chứ. Làm mất được. Tôi biết. Làm mất kìa, mất tao xin mất rồi. Hắn lăn, nó đi gãy đi không mềm. Đang kéo tự nhiên hắn để đéo chạy lại, đứng chớp lại dừng xuống không. Mẹ. Mày mà đốc đèo vô cổ. Khay lên trên kia là phải có ai? Ai đi khay đâu? Chó mẹ mang về mẹ mực nó. Đạp cái gì đạp? Đạp nước này nhé. Hấp luôn mà. Hấp à? Thì lấy cái túi giá con này. Cái giá đó xong. Bỏ đi cát á, không ăn đâu. Cái giá này. Tẩy cái cơ. Được rồi. Túi giá con này. Cái giá đó xong. Bỏ đi cát á, không ăn đâu. Bỏ ngứa kìa. Bỏ ngứa. Thì ăn người ngứa, thấy chưa? Thấy chưa? Đó, nằm đây. Đó, từ cô thì bỏ mà. Ai đem đi? Kéo một cái đó, chú ạ. Rồi, thế. Đi ra ngoài đấy. Ra bè đấy. Ra bè đông chú. Thấy nhớ kìa. Ừ. Đạp nhầm thế nhớ này.
đạp dứa, đạp dứa. Vâng đấy cháu ơi, cháu bán cho một mô đây. Hả? Cháu bán cho chú một mô đây. Mô có chú cửa đấy nhá. Chú cửa ba. Cửa này là nó để mình sạch cho chú thèm. Chả biết cái gì hay. Cái này ở đây để thì nó mà nó này. Thì nó rồi được. Ô bay ơi, như thằng thằng mỏ ra mắng cắt như bay. Cho nó tao cắt chân xong tao ra tao đạp thôi chứ còn lên bay mừng răng việc bay chứ. Xưa mình nhãn ngon mà. Có túi này chú Văn. Có một túi này. Có một túi này chị nó có ít còn cái gì xem cũng nhiều. Ai mua bà mua chị Hải? Chị? Có túi mua chị Hải đó. Ờ có một cái tầm cô mở dơ đó. Khăn ra mà nói. Xài được cái tầm cô dơ tầm nhỏ đó rồi còn. Ờ bị khăn ra trời mà nghe được. Mình phải sai đứa mua bỏ vào túi đây. Này tiếp sai con gái. Coi cho ông về đi đâu rồi. Không về hắn đi, về hắn này đi. Đi đó thôi mà. Đi điện đó mới coi. Có số đâu mà đi ạ. Đây. 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 Mua viết. Máy xài điện đi đâu đấy. Máy xài điện đi chạy ghi hả chị Lương. Coi cô không về đây. Đây cắt cài. Cái con này là chuyên nghề này mà. Cái hộp cơm là cái chuyên nghề này mà. Cái hộp cơm là 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 chuyên nghề này mà. Cái bỏ dư. Mua một cái hộp cơm. Lại như chiếc to bây giờ. Thế thôi để ngoài để tôi bán thôi. Mua nhầm. Bây giờ đi lên trên xe. Đây. Trắng.
cho ra cái này để luôn bóng luôn này. Đây này. Để cái chỗ mình chán gì nhưng mà để lấy chỗ mình đứng thẳng. Cái rẻ để lại đây, cái rẻ đen nó bị chả nóng là treo hết đi. Nó đừng có nói gì trước này, giờ này sẽ không ăn để nó hôn tay. Ô chừng nước chừng nóng rồi chứ bực sôi lên đi. Bực lửa lên. Tắt rồi. Bực lửa lên. Nó sôi lên mới được. Chừng hay là luộc. Cô cứ luộc cho ăn teo đi. Cô cứ luộc cho ăn sôi càng sôi càng teo đi ăn ra nước đi. Như gì thì ăn mình răng được mà cô tắt đi chừng nước nóng thôi. Ngô chừng ngô cô cứ luộc cho ăn sôi. Chín chưa? Này đem lại đây, đem lại đây đổ. Đấy là cái xô đấy. Ai đồ đang đem bỏ. Trời ạ. Sắc sắc đi cả. Không có đồ đũa một răng cố. Chưa đổ. Trời ạ. Sắc sắc đi cả. Không có đồ đũa một răng cố. Không có đũa nào. Thank you.